Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần sửa lỗi khóa mà nó báo là Sentinel Key Not Found H0007 này. Thì một số trường hợp của các bạn gặp phải, nếu mà các bạn trong cái phần Survive mà các bạn đã có Sentinel LDK này thì các bạn chỉ cần reset lại và các bạn crack lại thì nó ăn. Khi mà các bạn cài phần mềm nào đó à, nó báo là cái phần crack của bạn nó không ăn, không nhận USB. Thí dụ là ở trong cái mục này, trong mục server nhé, các bạn nhấn vào SE là nó ra từ server. Thì các bạn kéo xuống đến cái mục S, chữ S đầu tiên đúng không? Ở đây một có mục server này, nhưng mà không có mục server LKD, server LKDK Manager. Nên chúng ta phải cài cái file đó vào, khi đó chúng ta crack nó mới nhận được cái phần cây mà mình đã crack. Đấy. Cũng như chúng ta vào manager ở phần git pc này, vào vào nhấn vào device manager này. Đây, nếu mà khi mà các bạn crack mà nó thông báo lỗi như này thì ở phần dưới phần cái universal này thì cái USB này nó chưa nhận, nó sẽ không nhận được đúng không? Thì để cách khắc phục của cái vấn đề này là các bạn sẽ phải cài cái phần Sentinel LDK. Và cài ở đâu, tải ở đâu, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn như này. Thì phần cái này các bạn có thể tìm kiếm ở cái mục trang là thaletgroup.com ở mục support tool này. Các bạn sẽ tìm đến cái mục Sentinel HLDK Windows with Runtime Install phiên bản 8.31. Nếu mà các bạn sau hoặc các bạn sau nữa, nếu mà các bạn cần tải thì nếu mà có phiên bản khác, giả sử nó lên 9 chấm mấy hoặc là 10 chấm mấy, thì các bạn nên nhớ là tại cái mục Sentinel HLDK Windows Runtime Install, chứ không phải là những cái mục khác này. Đấy. Windows, cái này là MSI khác nhá. Mà các bạn nhớ là mục chọn mục là cái mục Windows with Runtime này. Phiên bản mấy thì tùy các bạn. Các bạn click vào đây. Còn cái các bạn nếu mà tìm kiếm không thấy thì các bạn nhớ vào nhấn vào phần mô tả. Mình có để ở dưới phần mô tả cái link này. Được chưa? Rồi các bạn click vào nó thì các bạn nhìn vào cái mục click click here to download file này, các bạn nhấn vào download màu xanh này này. Nó sẽ lên một cái bảng và các bạn cầm cái thanh ray trượt này kéo xuống dưới cùng và nhấn vào mục accept này này. Rồi các bạn tìm đến cái mục cần lưu và các bạn nhấn vào lưu. Đúng không? Còn ở đây thì mình đã tải sẵn ở đây rồi nên mình tạm dừng cái này đi. Mình sẽ tìm đến cái mục hiển thị thư mục mình đã vừa download, thì các bạn chạy nén nó ra này, kết vào chuột phải extra file này ra, thì nó ra là một cái file như thế này đúng không? Các bạn click vào đây rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào chuột phải, nhấn vào run admission, bạn cài nó đi này, các bạn chờ cho nó cài xong đấy, các bạn nhấn next này. Các bạn chọn I accept này, tôi đồng ý này, nhấn vào next. Các bạn sẽ chờ cho nó cài. Cái lỗi này khi các bạn cài các phần mềm mà nó không nhận cây các bạn ấy, nếu mà các bạn rơi vào trường hợp này thì các bạn chỉ có làm cách này thôi. Đó, thế là xong, các bạn đã có một cái vấn đề xong. Các bạn sẽ kiểm tra nó bằng cách thứ hai để vào cái mục server là các bạn chỉ chuột phải vào git manager ở mục git pc này. Các bạn tìm đến cái mục server and application. Đến tìm đến mục server. Còn các bạn có thể nhấn vào server giống như lúc này mình đấy.
cái này kích vào là cái này cũng được. Và nó cũng ra như vậy đúng không? Và cái này cũng được. Bạn kéo xuống 1 cm. Đây các bạn thấy thấy nó hiện lên đây chưa? Đây, khi mà các bạn đã cài được nó vào đây. Lúc này không có nhá, lúc này trên server là không có Sentinel này này. Khi mà các bạn cài được nó trong này, các bạn tiến hành crack lại xong các bạn như reset lại máy thì nó bắt đầu nhận cái crack của mình. Đấy, nếu các bạn khó khăn cứ liên hệ mình nhá. Liên hệ Zalo mình 0985 267 119, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài là cái này. Đấy, khi mà các bạn đăng ký được cái này thì nó quá đơn giản để sửa cái lỗi này. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy hay bổ ích cho các bạn, nhớ like và subscribe, chia sẻ video giúp mình nhé. Nhớ là cái phần này, link tại cái phần LDK này, mình để ở phần mô tả nhé.